Hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Genshin Simulator. Thì game này nó cũng khá là giống với những cái trò như là Ninja Simulator rồi Saber Simulator. Nó cũng dạng dạng vậy, có nghĩa là mình sẽ sử dụng súng mình đi bắn. Không cần thiết mình phải giết người, mình cứ cầm súng mình bắn như là đó, bắn bể kiến bể đồ luôn nha. Bắn xong thì mình kiếm một viên bắn ra là mình sẽ được tiền này nọ đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ để mà mình lên được tiền thì nó cũng khá là lâu, nên là mình nghĩ là mình nên mua cái này. Mình không biết là mình có nên mua cái này hay không, hay là mình sẽ mua cái súng, tại vì mình cần phải bắn nó mạnh hơn được một chút. Mình nghĩ là chắc là mình sẽ mua súng đi, tại vì mua cái này nó tốn hết 199 Robux của mình lận, khá là mắc VIP lận mà. Ok, có 199 Robux thôi mà. Ok, mua thử thôi, mình không biết mình sẽ được cái gì đây. Game này nó cũng khá là hay. Wow. Ôi, mình equip được cái hai cái luôn. Đúng sướng luôn mọi người, được 50, trời ơi, được 50 triệu sức chứa, 50 triệu là phải nói là ba chơi bò chơi chó luôn rồi. Cái súng siêu đẹp luôn mọi người. Ôi, một AK siêu đẹp. Ok, và bây giờ mình sẽ hành trình, mình sẽ ra, mình sẽ cho biết mấy, mình sẽ cho mấy thanh niên này biết mình là ai. Whoop. Vô, chết. Thế là mình đã được một kill rồi. Cố gắng không nữa, không để, ôi quên mất, ở đây là nó có những cái ví dụ như mấy cái ngôi sao như thế này đây đó. Mình sẽ ra đây, mình sẽ vô đây mình đứng, tại vì khi mà mình vô đây mình đứng là mình sẽ được nhận cái ngôi sao. Ngôi sao để làm gì thì mình cũng chưa biết. Nói chung là sẽ có một cái upgrade gì đó thì mình sẽ cần vô đây. Ê, cái gì? Ôi bắn rồi. Ôi chết nha, chết nha, chết á, chết á, không đùa đâu, không đùa đâu. Gì chứ, mình lên được cái cây VIP AK đây. Ô, bắn đau quá ba ơi. Ui, đau thế. Đau thế. Trời ơi. Súng này đam cực kỳ mạnh luôn, súng này có 65 đam lần mọi người. 65 đam lần nhưng mà có 40 viên thôi, hình như hơi ít thì phải. Chết à, chết đừng hỏi sao xui này. Chết đừng hỏi sao xui. Có 30 viên à chứ không phải 40 viên. Có 30 viên thôi. Có 30 viên thôi, không phải nhiều đâu. Mấy thanh niên kia là lên được răng commando rồi, mình mới là răng nước thôi. Nước nè, SWAT rồi, Soldier rồi mới lên răng commando. Mình không biết là cái thanh niên mà răng commando đó nó đang ở đâu. Bây giờ mình nói chung là mình lên được cái vũ khí này là coi như mình khủng rồi. Đấy. Mình cứ đứng đây mình bắn thôi. Siêu khủng luôn thấy không? Giờ mình bắn hết 50 triệu này là phải nói là thật khỏi nói luôn chứ. Ôi. Nói gì chứ lên 50 triệu cũng nhanh mà, tại vì một cái cây này nè là một... ôi cái gì anh? Trời ơi, cái gì anh? Trời ơi, đùa hoài. Ôi, đau. Đau. Hả? À, thanh niên commando nè. Thanh niên commando phải nồi. Hèn chi máu nó trâu, đúng rồi. Máu mình đâu có lại đâu. Quên mất. Cái vụ commando là máu cực kỳ trâu luôn. Bắn rất là khó chết được, thấy không? Không được rồi. Mình phải cố gắng mới được. Bây giờ mình sẽ sell rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi nâng cấp cái đồ của mình lên. Hiện tại giờ commando nó khá là mạnh luôn, siêu mạnh luôn. Upgrade, đem về upgrade cái coi. Trời ơi, commando mà biến thành 3 chấm luôn là không biết là phải nói là khủng như cái khủng tới mức nào luôn á. Ok, mình tưởng đâu mình lên mình mua được cái VIP là mình mạnh lắm chứ, ai dè mình không là cái đinh gì hết. Không là một cái đinh gì luôn. À, mình được bao nhiêu tiền rồi cả? Mình được 50 mấy triệu phải không? Ok, 50 mấy triệu thì mình sẽ mua được cái police nè. Yes, unlock. Unlock xong cái hết tiền luôn. À, thiệt tình chứ. Ai đừng nói còn mua xong cái làm mất cái này nha. Ừ, hú hồn tưởng mất chứ. Ok, trời. 199 của mình là mình có thể lên cũng khá là nhanh nè. Bây giờ mình sell cái mình nâng cấp lên được một cái răng mới. Đấy. Nói chung là phải vậy chứ cũng được. Nói chung là không, mình chỉ cần tốn một chút xíu thôi mình lên được răng rồi. Răng siêu quát. Đúng rồi, răng siêu quát đúng không? 500 triệu lần hả? Vãi nồi, răng siêu quát 500 triệu lần mà mình tưởng đâu là răng siêu quát lên nó cũng mất lắm chứ. Vậy là bây giờ đứng đây phải bắn nát mấy cái này thì mình mới lên được răng. Trời ơi thiệt tình. Ok, cứ đứng đây mà bắn thôi. Sẵn tiện ra ngoài bắn luôn cũng được đó nè. Thật cái thằng bere đó mạnh quá mọi người. Mình cử nó nhẹ, mình cử nó không trâu mà ai vậy, nó trâu không tưởng. Đó. Anh trâu lắm không? Mình bắn nó đam của mình tới mức này mà mình bắn nó không lại luôn mà. Quá khủng khiếp. Đam quá mạnh đi. Bây giờ mình dưới nước mình nã nó từ thôi. Hụt rồi gái ơi, hụt rồi. Đùa hoài, cô lên được cái răng police luôn rồi mà.
răng bullet liên quan gì cái răng răng đó trời. Không được rồi, mình phải cố gắng lên mới được, mới có 124 triệu thôi. Ok, nãy giờ mình ngồi mình chen á là lên cũng khá là nhanh là mình đã lên được Classy Watt luôn rồi. Đấy, mình đã lên được Classy Watt luôn rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ đi ra ngoài thôi và mấy thanh niên này sẽ chết với mình. Chết. Mà nó công nhận đại của con này nó thì chứ công nhận mình, nhưng mà khi mà mình nâng cấp cái răng lên, mình lên cái bước này á, mình nâng cấp cái răng lên á thì cái răng của nó khá là mạnh hơn cái răng VIP nhiều. Cái răng VIP là nó không có, nó chỉ cộng được có 250 máu thôi, và nó chỉ cộng được 250 máu và 50 sức chứa của cái viên đạn nè, tiền thưởng của viên đạn. Khi mà nâng cấp lên nữa là mình lên được 1 tỷ 8, sức chứa 1 tỷ 8 là bắn là biết phơi pha luôn mới, nó mới chịu chết đó chứ. Chứ còn dễ gì mà chết được. Ok, hiện tại bây giờ mình đã lên được cái răng SWAT rồi, kill của mình rồi không? Bây giờ ai mà lên tới mức cao nhất á là coi như là nó sẽ bỏ ba cái phần nó sẽ bỏ, nói chung là nhiều quá thì nó sẽ chuyển thành ba chấm, nói chung là không thể nào mà thấy được. Và nói chung đam của cái AK này vẫn còn khá là mạnh. Đấy, đam của AK này vẫn còn khá là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Bây giờ anh đâu cần ai bảo vệ nữa, anh là phải bảo vệ người khác rồi. Giờ mấy thanh niên này là ra đây là mình cho về thành hết. Nói chung là thanh niên VIP nhất server cũng đã đi rồi, bây giờ là mình chỉ còn mình ở đây rồi, và mình hai thanh niên ở phía trên mình là cao nhất thôi, còn lại là không, mình không ngán ai hết. Không ngán ai. Gì vậy? Ai bắn mình vậy? Ai bắn vậy? Ôi thiệt tình chứ. Ôi bắn mất máu rồi, nhưng mà máu mất không bao nhiêu hết. Cái gì vậy? Trời ơi, ba phát chết một phát. Nhớ bắn có một thằng thôi mà chết cái ba thằng. Đấy rồi. Gì à, ông Việt Nam chưa đá mà ông làm như Việt Nam Thái Lan. Chắc là tỷ số đang dự đoán tỷ số, mình cũng mong là Việt Nam là lần này sẽ thắng. Đấy. Nói chung là được bao nhiêu cả 600 mấy rồi không? Bây giờ mình sẽ vô mình sẽ bán nè. Đấy, mình sẽ sell. Để mình coi, mình qua mình nâng cấp coi cái vũ khí của mình lên được bao nhiêu nữa. Đó, hiện tại giờ cái răng của mình, cái răng VIP của nó là không còn xài được nữa. Đó, sau khi mà nó nâng cấp lên có cái răng này đây đó, 1 tỷ 8 mà cộng cái 340 mấy máu thì thôi chứ. Hồi nãy hèn chi cái thằng commando kia nó quá mạnh đi, mua liền, mua hết luôn để coi là được bao nhiêu. 20k per shot mình thấy nó cũng khá bèo á chứ. Thật sự mấy cái cây này mà nâng cấp lên á thì mình nghĩ là không cần nâng cấp vũ khí nữa, hề luôn. Nâng cấp vũ khí là khi nào mà mấy cái cây vũ khí mà càng về sau á thì mình nghĩ là mới cần nâng cấp thôi. Còn bây giờ thì mình cứ nâng cấp răng đi, có bao nhiêu cái răng thì mình cứ nâng cấp lên. Đó, chưa gì được 4 tỷ mấy luôn rồi. Vãi nồi, 4 tỷ mấy là nhiều lắm luôn ấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi nâng cấp gì ở đây nó có cái này đây. Đó. Mình sẽ đi ăn cái huy chương, đi tranh giành cái huy chương của mình. Hiện tại bây giờ ở đây là nó sẽ có. Mình đang giành đúng không? Ok, mình đang giành. Đấy, phải vậy chứ. Quái thanh niên này mạnh vậy. Ôi, đau. Ra đây. Trời, nãy giờ hàng chỉ nó đứng trong kia nên là mình không thấy, mình tưởng nó đứng ở ngoài. Nó mà lọt ra ngoài là nó chết với mình chắc luôn. Mình phải đứng đây mình canh mới được. Ôi, trong ngân hàng cũng có một cái nữa kìa mọi người. À, không phải ngân hàng mà là cái nightclub. Nightclub cũng có. Bây giờ nói chung là ở đâu cũng vậy thôi, ở đâu nó cũng sẽ cộng được có 2 sao thôi. Nên là mình cứ đứng đây mình lấy sao là được rồi. Đấy. Mà sẵn tiện ngoài việc đứng lấy sao, còn mình cũng phải bắn thôi chứ mình không nên đứng không. Ủa, đứa nào bắn mình vậy? Ủa, đứa nào bắn mình nhiệt tình vậy? Phải nồi, bắn đúng nhiệt tình luôn á, chết chưa? Bắn xuyên ủa vậy sao thanh niên kia bắn xuyên tường mình được? Phải. Nó bắn xuyên tường mình được mà mình bắn xuyên tường nó không được. Chắc đùa hả bưởi. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Đâu phòng. Nó làm như nó bắn mình xuyên tường được, mình bắn nó xuyên tường không được. Thế mới đau chứ. Đau đầu. 11 kill streak rồi, cố lên. 11 kill streak thôi mà. Cứ từ từ. Cái gì vậy? Ra đây. Thêm một phát nữa, ra đây. Ôi, chơi hội đồng luôn kìa. Không ổn chút nào. Ra đây. Đúng rồi, lọ cái đầu ra. Một phát nữa, lọ cái đầu ra. Ôi, hai đứa chơi hội đồng mình kìa. Mình mà chơi nhạt nhấp nháy nữa chứ. Trời ơi, đau đầu đi chứ.
Trời ơi đau đầu đi chứ, trời ơi đau đầu đi, trời ơi đau đầu đi chứ, trời ơi ta điên mấy em chết. ra đây đúng rồi, ra đây. Trời ơi đùa với cây AK VIP mà, AK VIP đâu phải là chuyện để đùa. Thanh niên này cũng sẽ chết thôi, đó đâu rồi, ra đây. Trời ơi đùa hoài, ôi máu đỏ, mười máu cạt, uống máu vàng luôn rồi đó, sắp chết luôn rồi đó. Ê cần mà hay cái nha, cái dòng bảo vệ này nó làm bằng cái gì á, bắn chúng nó thì nó lại mang ra chỗ khác. Đau đầu chứ chắc đùa. Nói chung mình lên được xì quá rồi, mình sẽ không có giết người bậy bạ nữa, là mình phải cố gắng giữ hình tượng xì quá của mình. Mình sẽ đi giết những cái đứa nào mà bắn mình thôi đó. Mình sẽ đi giết những cái đứa đó. Anh đầu chó nè, anh đầu chó, anh cứ cào lao nè, thấy không? Cái gì vậy? Vãi nồi. Ở sợ hở đi chứ, mình không để ý là nó bắn mình liền luôn. ghê thật, thanh niên này ghê thật, đúng ghê luôn. vô đây. Ôi hết máu rồi hả? Trời ơi, mình tưởng mình còn máu chứ. Vô đồ hay vãi nồi, cuối cùng mình cũng chết, hay thật. Ok sell thôi, sell cái đã là tính kiếm rồi. Đi mua vũ khí liền. Đi mua răng thôi chứ đi mua vũ khí làm gì, chờ vũ khí giờ thực sự mình cũng chưa biết mình phải mua được cái gì nữa. Răng cộng lên tới 400+ máu, 3 tỷ mấy lần à, mắc thê. Không biết mình nên mua súng không nữa. Thật sự súng càng lên cao, thật sự lên cao nó mới mạnh, mà phải nói là lên cực kỳ cao nó mới mạnh, chứ còn mà lên thường thì nó không mạnh lắm. Nó ví dụ như súng này giờ lên cũng 1.7 chứ ít gì đâu trời, mắc vãi nồi, không tin được. Thôi bây giờ đi ra đi giành lại thôi. Đây nào, quên cái huy chương, mọi người vô đây nha, đó vô cái căn nhà kế bên nè, nhà mà có để chữ elemental nè, đó rồi đi lên trên này đấy, đó mua mấy cái này nó sẽ giúp mình tăng mấy cái này lên nè, đó nói chung là sẽ giúp mình tiền nó lên nhanh hơn chẳng hạn. Không mà do mình đang có VIP nên là 199 thôi mà nó quất được 3 gói này cũng khá là ngon rồi. Ngại gì vết bẩn có 199 mà mình lên được 3 gói này phải nói là quá khủng rồi, quá thơm luôn chứ. Ok chết. ở đây có nhà băng nữa nè, nhưng mà bây giờ mình phải đi tranh thủ, mình phải đi tìm cái kia. Hồi nãy mấy thanh niên kia ghê quá mà, mấy cái dòng nào mà đứa đứng xa là ngon rồi, do mấy cái dòng nó lại đứng gần mình quá là nó cũng hơi khó. Nó đứng nó bắn theo kiểu là nó đứng nó núp kiểu đó thì ai mà chơi cho lại, thấy không, ai mà chơi cho lại. Vô đây, hôm nay ai giành chưa hả? Mình vô mình giành cái coi. Nó không cho mình giành luôn cơ. Thấy vậy, nó không cho mình giành luôn. Cái gì vậy? Ok kia phạm holding rồi, ngon. Vậy là được rồi, đừng có bắn bậy nữa, anh không có bắn nữa đâu. Trời, nhảy lên phát mất liền luôn hả? What? Nhảy lên phát mất liền luôn, không tin luôn. Phải cho thanh niên này, để cho thanh niên này về thành mới được. Quá, sao mình không? Ôi, có thanh niên vô giành. Ok, mình giành được rồi. Rồi, ngon, thanh niên này vô đây chết thôi. Vô đây là chết với chế. Chế không có cho ai vô đây giành được cái dòng này đâu. Vô cái dòng này là phải giết hết. Chết, 1 mạng. 2 mạng, đó thấy không? Bắn mà phải tập trung, phải cẩn thận lại bắn là coi như là mấy thanh niên này chết liền. Chết. Ok, còn ở đâu nữa? Mình chỉ sợ là nó bắn sau lưng thôi. Cái thằng hồi nãy là nó cũng khủng lắm, cái răng mình nghĩ cái răng của nó chắc cũng khủng lắm nên là nó mới bắn mình được trong chết đúng nhanh vậy. Ok, có người vô nhưng mà người này mình sẽ không giết đâu, cứ từ từ. Đó, thanh niên đầu chó nè, đó, thanh niên đúng điếm thúi luôn. nghĩ sao vô bắn mà đứng núp hoài, bây giờ mình ghét mình núp lại. Không có bắn bậy nha mấy đứa. Ok, bây giờ mình sẽ ra mình giết cái thằng đầu chó. Cái gì vậy? Trời ơi, đầu chó, anh chơi, anh đầu chó, anh chơi, anh núp chổng, anh chơi với ai đầu chó?
anh đầu chó anh chơi, anh núp với anh núp ở chỗ anh chơi với ai? Anh nghĩ sao anh dám giết fan tôi? Trời đùa. Chắc đùa. Ôi, anh đầu chó, anh đầu chó. Anh đầu chó là anh sẽ ngậm cua cỏ liền. Đấy. Nói chung là mình không ngán anh đầu chó đâu, anh đầu chó mà anh mà chơi dơ kiểu đó thì ai chơi lại với anh, thấy không? Cái gì vậy? Thôi, đừng bắn mình như một thằng thôi. Đừng bắn mình đúng cảnh luôn. Ủa mình hí sao mình mất máu gì vậy trời. Thiệt tình. Cái gì vậy trời? Coi còn đúng máu đỏ luôn. Không tin được. Rồi mấy thanh niên này mình đang cố gắng bảo vệ mấy ảnh mà mấy ảnh giết mình như đúng rồi ấy. Buồn thiệt chứ. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ về mình sell cái đi rồi kính tiếp. Đấy, mình đem vô mình mua đồ, tiếp mình sẽ nâng cấp cái răng của mình lên. Lên được răng gì rồi? Răng ha. Răng này chắc răng thiếu ý là cấp trần hả? Phải. Rồi thì ok thì mình sẽ dừng video này cả thôi. Thì nếu như bạn nào thích video này á, đừng quên follow cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video nhé. Bye bye.